Hi, xin chào bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsumen Reforged. Để ủng hộ làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lại có sự xuất hiện của Sobor các bạn ơi. Nó đang cưỡi Charizard đi đâu kìa. Và mình nghĩ chắc tập này là tập cuối luôn rồi. Tụi mình đang ở tại cái vùng Khâu Taiga để mà bắt em Mr. Rai đó các bạn ơi. Đó chính là cái em Pokemon cuối cùng mà mình chưa có đó. Ôi, Sobor tính làm cái gì đây các bạn ơi. Đây mình sẽ dẫn Sobor đi tham quan cái vùng băng tuyết này luôn nha các bạn. À và hồi nãy á, mình cũng đã có phát hiện ra một cái chiêu rất là đặc biệt của cái em Volcanion luôn. Đó chính là cái chiêu nổ tung. Mình mới học cho em Volcanion đó các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ dùng cái chiêu này Tron Sobor nha. Đây, Volcanion của mình nó đã có chiêu nổ tung rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ cho nổ tung. Ui, Sobor chưa chết luôn hả? Ủa sao cái chiêu này nó yếu quá vậy ta? À hình như là nó nhảy xuống kịp các bạn ơi. Ui hên vãi chữ ngà. Thôi để mình thách đấu với lại trainer này đi ha. À có con mèo nữa các bạn ơi. Trainer chỉ mới là cấp 59 thôi. Ôi mình xài chiêu không có gây sát thương rồi. Để mình xài chiêu nổ tung thử coi. À đây các bạn ơi, nó nổ tung chết queo luôn. Chết một lần hai con nữa các bạn. À bây giờ là tới Golbat. Golbat rất là yếu luôn nè. Litkiten. Ồ trainer này chỉ có mấy con Pokemon thôi bạn ơi. Rất là đơn giản luôn nha. Trời cái pha Tron Sobor hồi nãy bị fail rồi các bạn ơi. Sobor không có chết. Đấy cái dưỡng à, nó nhảy ra khỏi cái hố đó được các bạn à. Để bây giờ mình sẽ cùng khám phá cái vùng này nó có gì không ta. À bên đây có một em boss nè. Đây là Skiddu các bạn ơi. Hình như là cái em tùng lọc. Đúng rồi, cái con tùng lọc hay là con dê gì đó mình cũng không có để ý nữa. Xúc nó thôi các bạn ơi. Em này thì là tiến hóa cấp 1 thôi. Cấp 2 của nó là cái con Golgosh đó các bạn ơi. Ôi hai chiêu nó vẫn chưa chết. Nó tự tử luôn các bạn à. Vãi cái chữ à. Đây và Palkia của chúng ta sắp được lên cấp rồi. Còn một xíu kinh nghiệm nữa thôi. Chắc mình sẽ đi luyện cấp cho em Palkia luôn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Mr. Mai tại cái Khâu Taiga Hill này nha. Những cái cánh rừng lá kim á, tại cái vùng lạnh á, là nơi xuất hiện của Mr. Rai. Nhưng mà phải vào buổi sáng nữa các bạn ơi. Ôi trên đây thì vẫn chưa thấy luôn các bạn à. Nãy giờ đi tìm Mr. Rai chán quá, Sobor nó quyết định ra biển câu cá luôn các bạn ơi. Thanh niên đúng là kiên trì vậy. Để bây giờ mình sẽ âm thầm đi trôn Sobor nha các bạn ơi. Ủa mình đã quăng cái con Volcanion ra rồi mà ta. À nó bị lắc rồi các bạn ơi. Để mình quăng lại thử nha. À đây, nó bị lắc luôn rồi nè. Quăng ra cái con Palkia luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành Tron Sobor bằng cách cho Volcanion nổ tung nha các bạn. Ui, lần này thì Sobor nó đã không có tránh được rồi các bạn ơi. Nó đã bị nổ tung luôn rồi. Chết mất xác luôn rồi nè. Ui, trời ơi có lỗi vãi cái chữ ngạ. Hồi nãy mình thấy nó không có chết mà ta. Sao bây giờ cái chiêu này nó lại mạnh đến như vậy ha. Con ta đi câu cá mà cũng phá nữa. Đây các bạn ơi, Sobor nó đã tới là bọt qua lại rồi nè. Cây với chữ kìa, nhìn mặt nó hầm hầm kìa. Thôi bây giờ thì chắc chúng ta sẽ đi qua cái chỗ khác đi ha. Mình sẽ lại đi tiếp tục. À để bây giờ mình thử chiêu của em Volcanion thử đi ha. Đầu tiên thì chúng ta phải troll Sobor một xíu nữa đi. Nó cứ đứng đây câu cá hồi à. Chúng ta có thể dùng cái em Volcanion này để mà bay được các bạn ơi. Đó, khi bay thì nó xịt khói rất là đã luôn. Ta xịt khói che tầm nhìn, không cho Sobor đi câu cá nữa nha các bạn ơi. Ủa, che tầm nhìn rồi mà. Ôi, nhưng mà nó vẫn bình thường các bạn ơi. À, ủa, đã mất tiêu luôn rồi. Chúng ta xịt Sobor xuống biển luôn rồi. Phải cái chưởng. Thôi, để bây giờ mình đi thử chiêu của cái em Volcanion này coi. Mình sẽ cho nó tự nổ tung coi, mình có bị chết không nha. Ôi, mình không có bị sao hết các bạn ơi. Chỉ là cái em Volcanion này á, nó đã bị bất tỉnh rồi. Và nó làm mình rớt ở từ trên cao xuống, nên mới mất máu thôi. À ra là vậy. Ôi cũng khá là hay nha. Volcanion. À bên đây có một cái em boss nữa các bạn ơi. Đây là một cái con sóc. Warwet. Đâu rồi, nó trốn ở đâu rồi ta. À mình thấy nó rồi nè. Trốn ở trên cái tầng giữa của cái cây này hả. Cấp 100 các bạn ơi. Nó lớn hơn cái em Palkia của mình 5 cấp lận. Wow, Banga nãy giờ đã lên được cấp 95 luôn rồi nè. Wow, mình đi đánh trainer với lại đánh boss đó mà mình cũng không có để ý nữa các bạn. À, lại thêm một cây kẹo nữa. Sẵn tiện cho Banga lên cấp 96 luôn nha. Ồ,
mình phải cố luyện Banja lên cấp 100 trong tập ngày hôm nay mới được. Rồi chúng ta lại đi tìm Mr. Rai nữa thôi các bạn ơi. Wow, vẫn chưa thấy Mr. Rai ở đâu cả. Quanh đây có không ta? Vào ban ngày tại cái vùng Kotaiga thì mới có luôn các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi xuống The End thử đi ha. Đây là cái tập cuối á, nên là mình sẽ quyết định dẫn Super đi xuống The End khám phá luôn nha các bạn ơi. Rồi, Super đã tới bọt qua bên mình rồi nè. Ok, chúng ta sẽ đi cùng xuống The End thôi nè. Wow, sao có Ender Dragon ở đây nữa vậy ta? À, nó bị lắc thôi bạn ơi. Mình nhớ, đây là chế độ bình yên mà, làm gì có em rồng nào dưới đây. Wow, đây chính là The End các bạn ơi, lâu rồi mình mới xuống lại đó. Hồi đó mình xuống đây để mà bắt cái em đeo xích đó các bạn. Bây giờ mình sẽ teleport qua NCT nha. Đó, nơi mọc những cái cây Chorus đó các bạn ơi. Ui, đây chính là NCT nè. Ui, và có cái thứ gì đó chuyển động gần mình. Ủa, có thứ gì vậy ta? Ủa, sao Super teleport qua đây vậy? À đây rồi các bạn ơi, mình thấy rồi nè. Và đây là một con Beldum cấp 1 của con Metagross đó các bạn ơi. Đây là bậc tiến hóa cấp 1 thôi. Mình không có bắt cái con đó đâu, nó rất là khó để mà thu phục luôn. Ồ, bên đây còn có thêm mấy em Minior nữa nè. Wow, khá là xịn sò đó. Mình sẽ đi dắt Super khám phá cái DN này thử nha các bạn ơi. Đây, Super đang tiến hành mở rừng ở trên cái phi thuyền nữa các bạn. Sẵn tiện mình cho Super một cái cánh luôn, để mà dạy Super nó bay trong tập ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Trên tay mình đang có 5 cái quả Chorus nè. Đó, những cái quả này á, khi ăn thì chúng ta sẽ được teleport ngẫu nhiên đó. Ui, Super nó đang chọn đồ kìa các bạn ơi. Đó, rất là nhiều đồ cho Super luôn. Sẵn tiện chắc mình sẽ cho nó 2 quả Chorus đi ha. Để mình sẽ ăn thử một quả coi, nó sẽ teleport mình. Ui, teleport xuống dưới hả? À, mình tưởng nó teleport đi đâu xa lắm chứ. Bây giờ thì mình đang ở dưới cái phi thuyền rồi nè. Vãi à. Ủa, và Super nó đã ăn rồi mà. Sao nó không có bị teleport đi đâu vậy ta? À đây đây rồi, Super của chúng ta đang tiến hành cởi Charizard đáp xuống nè các bạn ơi. Ồ, đang tiến hành làm gì vậy ta? Chắc mình sẽ dạy Super cái cách bay thử nha các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái đôi cánh của mình ra coi nào. Đôi cánh của mình thì nó đã hư hết một nửa rồi nè. Tại hồi đó mình xài rất là nhiều đó các bạn ơi. Bây giờ thì cởi Volcanion để mà tiến hành tập bay thôi các bạn à. Ồ, và bay thôi nè. Ồ, chúng ta có thể nghe được tiếng gió rất là rõ luôn nha các bạn ơi. Khá là xinh xò luôn. Wow, hấp dẫn. Đáp xuống như vậy thôi, chống vánh vậy. Ôi, bên này Super nó đang tiến hành thách đấu một lần hai em Pokemon luôn các bạn ơi. Nó đánh bại một con rồi, còn một con Clefairy nữa. Ui, và cái con chim của nó đang bắt đầu tiến hóa nữa các bạn ơi. Con chim của Super tiến hóa rồi nè. Ôi, để mình coi sau khi xong thì nó sẽ lên cái con gì nha các bạn. Đó, đây rồi, cuối cùng cũng xong cái trận chiến. Và đây, em chim này đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Wow, để coi lần này nó sẽ lên em gì đây. À, nó lên con chim bự hơn các bạn ơi. Có lông có cánh đầy đủ nè. Đây là con Corvus Ward nha các bạn ơi. Ôi, một con chim nó rất là phổ biến ở tại cái vùng Extreme Hill luôn đó. À, phía bên này mình khám phá được cái vùng mới của DN nè các bạn ơi. Của cái NCT nè. Chúng ta thấy được một cái lâu đài hả? Một cái lâu đài. À, sẵn tiện chắc mình sẽ bay mình kiếm luôn cái phi thuyền đi ha. À, phía bên này chúng ta có được một cái phi thuyền nữa bạn ơi. Để bây giờ mình lên phi thuyền mình mở rương thử coi. Trong đây có gì không ta? Có một... Ui, một quả Master Ball. Wow, đây chính là cái quả thứ 17 của mình nha các bạn ơi. Wow, tập trước chúng ta đã xài một quả rồi. Bây giờ nó lại cho mình lại cái quả đó nữa các bạn ơi. Xịn vãi luôn á. Để tập này mình sẽ cố gắng dùng nó để mà bắt thêm một em Pokemon nào đó đi ha. Hy vọng là sẽ có em Legendary hay là em Pokemon huyền ảo nào đó ha. Wow, cái hình lệnh Voltage nó hiện lên luôn rồi kìa. Ôi, mình vừa trở về từ DN nè các bạn ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm cái Mr. Rai thôi nha. Và bên đây chúng ta gặp được một em boss nè, Fletching các bạn ơi. À, mình sẽ đi tìm em này để mà đánh thử coi nó có cho mình một cái kẹo nào nữa không nha. Bên Gia nãy giờ nó vẫn chưa lên được cấp 97 các bạn ơi.
qua chúng ta gặp ít boss quá à. Bên cái vùng đèn á chúng ta không có thấy gì luôn. Ủa, Fletching hình như nó ở trên ngọn cây luôn rồi nè. Đây các bạn ơi, em Fletching của chúng ta đây nè. Dứt nó thôi. Qua cấp 101 hả? Mình sẽ cho Volcanion xử nó luôn nha. Quay được 1/3 cây máu rồi. Xài cái chiêu Flamethrower thử nha. Ôi, cũng 1/3 cây máu luôn các bạn ơi. Xài chiêu nước nóng này thử coi. Wow, và lần này nó đã cho mình một viên kẹo nè. Ơi, ngon lành nha. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Và mình sẽ dùng em Caesar để mà tiến hành thu phục nó nha. Cái em Mr. Rai này á, thì cấp nó cũng khá là cao. Nên là mình dùng cái con Caesar cho chắc các bạn ơi. Nếu mà bắt không được bằng Whipborn á thì chúng ta sẽ phone whip cho nó còn một máu đi. Đó, ngon lành nha, Mr. Rai đây rồi các bạn ơi. Wow, ngày thứ 1190 của mình rồi đó. Kinh khủng. Em này cấp 46 hả? Lụm mày luôn bằng Whipborn nè. Wow, chờ nó mà trời nó cũng muốn tối luôn rồi các bạn ơi. Ơi, thành công luôn rồi nè. Xịn vãi chưởng à. Và thế là cái em Pokemon cuối cùng trong cái series Bismon Reforged 8.0.2 này cũng đã bị thu phục rồi nha các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Mr. Rai, mình sẽ cùng lấy hai con ra để mà chúng ta sẽ cùng so sánh thử coi nha. Mr. Rai và mình sẽ có cái em gì vô đây ta? Có cái em Zygarde vô đi ha. Zygarde cấp thấp nè. Lấy luôn em Mr. Mai ra luôn các bạn à. À, chúng ta sẽ so sánh thử coi. Wow, xịn sò thiệt sự luôn nha. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ thả chỗ nó vào đây nè. Để chúng ta tiện cho cái việc so sánh. Ủa, chỗ này có một cái Pokéchess nè. Một cái Rowap Berry các bạn à. Ui, cũng khá là xịn sò đó. Rowap Berry. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh Mr. Mai và Mr. Rai thử nha các bạn ơi. Wow, cái em Mr. Mai này thì kích thước Rune hả? Còn em Mr. Rai kia là kích thước... À, cái thước chuẩn, nhưng mà cộng Defense trừ Special Attack các bạn à. Ui, nó thuộc hệ băng cũng như là hệ tâm linh. Còn em Mr. Rai thì thuộc hệ tâm linh và hệ tiên hả? À, hai con này thì đều mang hai hệ cả và đều mang chung hệ tâm linh các bạn ơi. Ui, cũng khá là xịn sò đó. Sẵn tiện thì mình sẽ cho em Palkia lên cấp luôn đi ha. À không, ăn cái cục kẹo này chứ. Đây, nó đã được nửa ống kinh nghiệm rồi. Mình sẽ cho nó ăn cái cục... cục kẹo Simer. Ui, là được có 3.000 kinh nghiệm thôi bạn ơi. Và đây chính là Mr. Mai và Mr. Rai của chúng ta nha. Khá là xịn sò luôn. Con này thì không có chiêu nào để mà dùng bên ngoài cả. Wow, nhìn đôi mắt nó nè. Ui, nhìn đã bởi chưởng á. Và nó chống gậy hả? Chống một cây gậy băng thì phải đó các bạn ơi. Còn em Mr. Mai này là cái em diễn viên kịch câm đó. Ôi, bên này chúng ta đã gặp được âm mưu Relentner rồi các bạn ơi. Mình đang tiến hành chờ em Genesect xuất hiện tại cái vùng Extreme Hill cộng và Extreme Hill cộng M này nè. Nhưng mà Suicune nó đã xuất hiện trước rồi bạn ơi. Và hiện tại thì Subo đang bắt Suicune rồi đó. Giờ thì chúng ta sẽ đi học chiêu cho mấy cái em Pokemon của mình nha. Rồi, cái em đầu tiên mình sẽ học chiêu đó chính là em Sivirly nha các bạn ơi. Và mình sẽ học Takedown cho nó đi. Chúng ta sẽ học các cái chiêu thuần physical cho nó nha các bạn ơi. Tấn công vật lý thôi. Còn tấn công đặc biệt thì... mình sẽ hạn chế mấy cái chiêu đó đi. Nè, thay cái chiêu Try Attack này đi ha. Try Attack thì nó xài tấn công đặc biệt mà. Và cái em tiếp theo mình sẽ học đó chính là Landorus nha. Landorus thì mình mới bắt trong những cái tập gần đây thôi. Chúng ta có được khá là nhiều chiêu. Và Hammer Arm là một trong các cái chiêu cũng khá là mạnh đó các bạn ơi. Thay Punishment này đi ha. Punishment. À, thay chiêu này luôn. Và chúng ta còn chiêu nào nữa không ta? Earthquake cũng được. Thay chiêu gì đây? Thay Mud Shot này đi ha. Và nó không có cái chiêu hệ bay nào hả ta? Ui, nó có hai hệ là hệ bay và hệ đất mà. Nhưng mà không có cái chiêu hệ bay nào rồi các bạn ơi. Ôi, chắc hai chiêu như vậy là đủ rồi đó. Mình sẽ đi qua học cái em khác nha các bạn ơi. Em tiếp theo đó chính là Volcanion. Và nó có chiêu đặc biệt là Steam Eruption nha. Đây là dòng chảy magma hả? Wow, chiêu này cũng khá là xịn sò đó. Thay chiêu Explosion này đi ha. Hay thay chiêu nước nóng này đi. Chiêu Explosion mình không biết nên có để không nữa. Chiêu tiếp theo mình sẽ học đó chính là Hydro Pump nha. À, hai chiêu hệ nước. Và mình nghĩ sẽ học hai chiêu hệ lửa vô luôn cho nó xịn sò các bạn ơi. Đây, Overheat nè. Overheat.
chúng ta có được cái chiêu flare này thì mạnh hơn nữa nè. Mình lại phân vân. Chắc mình sẽ thay cái chiêu phát nổ đi các bạn ơi, bằng chiêu overhit này nè. Ồ, cái con này nó khá là mạnh mà để nó phát nổ thì khá là uổng luôn các bạn. Giờ thì mình sẽ tiếp tục học chiêu cho em Palkia. Đây, Special Rain. Đây là chiêu đặc biệt mà chỉ có một mình Palkia mới học được thôi nha các bạn ơi. Dragon Breath này được không ta? Chúng ta có thể học được chiêu Hydro Pump nè, một chiêu hạ nước khá là xịn sò luôn. Ngoài ra thì mình sẽ học cho nó chiêu Aura Fear này nha các bạn ơi. Đây là chiêu hệ giác đấu hả? Gây 80 sát thương và không có số lần sử dụng giới hạn hả? Cũng khá là xịn đó các bạn. Rồi. Và tiếp theo mình sẽ học cho các em gì đây? Zygarde. Zygarde thì nó có được cái chiêu Land Grab này các bạn ơi. Land Grab là cái chiêu độc quyền mà chỉ có một mình Zygarde học được thôi. À, vậy là chúng ta sẽ có được 4 chiêu độc quyền của Zygarde luôn. Thousand Way nè, Thousand Arrow, Land Grab và Coin Forcer các bạn ơi. Qua wow, tất cả những cái chiêu mà chỉ có một mình nó học được thôi các bạn ơi. Ui, xịn thiệt sự luôn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ học qua cái em Tabu Fini nha. Đây là em Tabu thứ tư mà mình thu phục được đó. Nature Magnet là cái chiêu không thể thiếu của Tabu Fini rồi. Đó, chỉ có 4 em Tabu mới học được cái chiêu Nature Magnet thôi nha các bạn ơi. Hydro Pump nữa nè. Cái chiêu Aquarine thì mình sẽ để lại các bạn ơi. Tại vì nó hồi máu khá là khó chịu luôn đó. Ngoài ra thì mình sẽ học cho cái em Fini này một chiêu hạ tiên, đó chính là Moonblast này nha các bạn ơi. Thay cái Misty Terrain này đi ha. Misty Terrain là môi trường sương mù hả? Wow, khá là xịn sò luôn nha. Rồi, cất Fini vô trong đây đi. Bây giờ tới mấy em Regi nha các bạn ơi. Chúng ta có Regigigas nè và Regigigas là hai em mình vừa thu phục mới đây thôi. Đây, học chiêu này cho em Regigigas này đi. Tiếp theo là ở cái chiêu Rock Roll này cũng được các bạn ơi. Thay chiêu Storm này đi ha. Thay chiêu Storm này đi. Ok, và mình coi thử nó còn chiêu nào nữa không. Explosion, con này mà cho phát nổ thì cũng uổng lắm á. Nên thôi, mình không có học với chiêu đó đâu. Rồi, bây giờ học thêm cho Regigigas luôn các bạn ơi. Regigigas thì nó cũng có một cái chiêu độc quyền của nó, đó chính là Great Gift nha các bạn ơi. Road Rig đó nè các bạn ơi. Mình sẽ học thay Wygo này đi. Và tiếp theo mình sẽ học cho nó những cái cú đấm. Mình sẽ học cho nó Rizzy Pin này đi ha. Ôi, đây là cú đấm hệ thường hả bạn ơi. Wow, cũng khá là xịn sò đó. Bây giờ thì mình sẽ học cho nó cái chiêu Thunder Punch hay là Fire Punch đây ta. Hỏa quyền hay là lôi quyền ta. Học lôi quyền đi ha. Ngoài ra thì nó còn có chiêu hỏa quyền nữa các bạn ơi. Nói chung là hệ băng nè, hệ điện và hệ lửa đều có hết. Cũng khá là xịn luôn đó. Bây giờ thì tới Jirachi thôi. Nó có cái chiêu độc quyền của nó, đó chính là Doom Design nha các bạn ơi. Đây, chiêu này đây. Em này thì thuộc hệ thép cũng như là hệ tâm linh hả? Mình sẽ học các cái chiêu khác cho nó đi. Chiêu Psychic này cũng được đó. Thay Healing Switch này đi ha. Và một chiêu nữa, một chiêu hệ tâm linh nữa. Để mình kiểm tra coi, Gen Headbutt này cũng được. Hay là xài cái chiêu Last Resort này đi ta. Thôi, mình sẽ xài chiêu này các bạn ơi, thay chiêu Regret này đi ha. Cái chiêu Future Sight này thì nó sẽ có hai hiệp để mà thi triển đó bạn ơi. Nó cũng khá là mạnh nhưng mà hơi bị mất thời gian thôi. Rồi mình sẽ có Jirachi vào trong nha. Tiếp theo là Resilia, em Pokemon mình mới thu phục. Em này thì đại diện cho trăng tròn các bạn ơi. Học Lunar Dance cho nó nha. Đây là chiêu đặc biệt mà chỉ có một mình nó mới có thể học được thôi nha. Mình sẽ học cái chiêu gì đây cho nó ta. Aurora Beam. Chiêu này cũng được các bạn ơi. Mình sẽ thay cái Sep Gore này đi ha. Đó. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ học chiêu cho em Galarian Articuno nha. Học chiêu Refry này cho nó đi. Thay Powder Snow nha các bạn ơi. Cái chiêu Powder Snow này gây có 40 sát thương à. Ngoài ra thì mình sẽ học hình như là hết rồi đó. Còn em nào nữa không ta? À, Black Kyurem, đúng rồi. À, Black Kyurem.
À, chắc mình sẽ lấy luôn cái em quay Kyurem ra để mà cùng so sánh chiêu của hai con coi. Đó, học chiêu cho mấy em này mới được các bạn ơi. Đây chính là các cái chiêu chuẩn của quay Kyurem. Và đây là Black Kyurem hả? Outrage thì chưa có nè, nó đã có Fusion Pose sẵn rồi nè. À, mình sẽ học cái chiêu mà tương tự với lại Ibn. Chiêu đó là chiêu gì đây? Cái chiêu I-beam này cũng được các bạn ơi. I-beam thì mình sẽ học. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có được cái chiêu Pre-Shock nè. Và Dragon Ball. Dragon Ball thì mình sẽ thay Dragon Breath thôi các bạn ơi. Dragon Ball nó cũng khá là mạnh mà. Và chiêu cuối cùng mình sẽ học cho nó đó chính là Pre-Shock này nha. Đây chiêu độc quyền của nó luôn, gây 140 sát thương đó các bạn ơi. Đây là cái chiêu băng lôi đó các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Bữa nay chúng ta có được một em shiny nè. Đây chính là Roly Coly nha. Mình đã học chiêu xong cho tất cả các em Pokemon mà mình thích rồi đó. Bây giờ thì mình đi thu phục mấy em Pokemon khác thôi. Roly Coly, lượm nó luôn bằng Whip Ball hả bạn ơi. Wow, shiny của nó nhìn khá là đã bạn ơi. À, nó xanh xanh, xanh nhạt chứ không còn là cục than đen thui nữa. À, sẵn thiện có trainer cấp 97 ở đây. Mình sẽ thách đấu luôn các bạn à. Wow, Lyrin. Lyrin với tôi hả? Anh vãi cả chưởng luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà không có one hit nó được. Ồ, bành gà của chúng ta đã lên được cấp 97 rồi nè. Magnet Mai, ui nó vẫn còn một chấm máu. Wow, nó đã chết que luôn rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được Magnet Stone hả? Hai Robum này luôn. Ui, ngậm củ tỏi luôn các bạn ơi. Ê, Caesar. Caesar còn khá là trâu các bạn ơi. Trâu với tôi nè, cũng ngậm củ tỏi thôi. Wow, Metan. Wow, này toàn bộ cái mon cũng khá là khó chịu không đó các bạn à. Spatial Rain thử coi. Wow, nó đã ngậm củ tỏi rồi. Và ôi em Lyra này cũng ngậm củ tỏi nốt luôn các bạn ơi. Lên rất là nhiều kinh nghiệm luôn đó. Giờ hiện tại đang là lúc trăng tròn nữa các bạn ơi. Và trăng tròn á thì chúng ta sẽ có được một trong những cái dạng đặc biệt của Pokemon, đó chính là dạng Halloween nha các bạn ơi. Mặc dù Halloween chưa tới nhưng mà mình sẽ làm về cái dạng này nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm một cái đèn bí ngô nè. Và chúng ta sẽ cần cắm một cái cây đuốc để mà nó được cái độ sáng nhất định. Cắm một cái cây đuốc chỗ này đi ha. Và mình sẽ lấy những cái Pokemon khởi đầu, có thể biến hóa nó thành cái dạng Halloween ra nha các bạn ơi. Đây chúng ta có được Venusaur nè, hai em Charizard luôn. Và chắc mình sẽ lấy thêm một con Venusaur ra nữa. Và một con Blastoise nha các bạn ơi. Đầu tiên là Pokemon gen thứ nhất nha. Pokemon gen đầu tiên. Đây mình sẽ cho em Venusaur lên cái dạng Halloween luôn các bạn ơi. Cho nó xịn sò luôn. Đây Venusaur Halloween. Và chúng ta sẽ cần cắm cây đuốc á. Nhớ là quăng Pokemon lên cây đuốc và bấm chuột phải bằng cái đèn bí ngô này nè. Thì nó sẽ biến hình nha các bạn ơi. Và hiện tại Venusaur của chúng ta nó đã chuyển sang cái màu dạng mới rồi nè. Đây chính là Venusaur Halloween nha. Ui, Super nó khoái, nó tới, nó lùa cái con ớt của mình đi đâu luôn rồi kìa. Đây. Nhìn hai con nó khác biệt vãi chữ luôn đó ha. Để bây giờ mình sẽ tiến hóa cái em Venusaur này lên Mega. Coi thử nó có còn giữ cái form nha các bạn ơi. Hy vọng là nó vẫn còn cái form Halloween nha. Ui, và đây rồi. Ôi nó vẫn còn giữ form Halloween các bạn ơi. Đây chính là Venusaur Halloween của chúng ta nè. Wow, Halloween Mega luôn các bạn ơi. Rất là xịn sò nha. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ thử với lại mấy game Pokemon khác nha. Giờ thì mình sẽ tiếp tục với lại cái em Charizard nha các bạn ơi. Đó, mình cũng sẽ biến nó thành cái dạng Halloween thôi nè. Ui, và khi thành cái dạng Halloween nó đã thành một cái con rồng ma rồi nè các bạn ơi. Nhìn kinh khủng chứ kìa. Ồ, nhìn con mắt nó kìa bạn ơi. Con mắt tím rịm luôn. Wow, để khi tiến hóa lên Charizard Mega X thì nó sẽ như thế nào nha. Chúng ta cùng chờ xem. Wow, Mega X nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Nó vẫn là cái hình dạng như lúc nãy thôi. Để bây giờ mình sẽ thử với lại em Mega Y nha các bạn. Để coi Mega Y thì nó có khác gì so với Mega X không nha. Mình đang rất mong chờ đây. Wow, và nó là một cái con. Ủa con này con dê với con rồng gì trời. Nhìn nó mảnh khảnh quá các bạn ơi. Wow,
Wow, một em đen một em trắng hả? Cũng khá là tuyệt vời đó các bạn à. À, đó chính là bộ đôi Charizard Mega Halloween của chúng ta. Rồi mình vẫn sẽ tiếp tục với lại Pokemon Gen 1, đó chính là em Blastoise nha. Bây giờ thì đến Blastoise thôi. Blastoise để coi nó ra cái dạng Halloween gì đây các bạn ơi. Wow, nó ra cái dạng Halloween Ninja Rùa hả? Và để tiến hóa Mega thử. Em Ninja Rùa này nó vẫn có giữ cái form đó không nha? Wow, nó vẫn giữ form đó các bạn ơi. Đây chính là Ninja Rùa Blastoise nha các bạn ơi. Một trong bốn con Ninja Rùa nè. Wow, nó có cái băng trên mắt luôn đó, nhìn rất là tuyệt vời nha các bạn ơi. Và đây chính là ba em Pokemon Gen 1 của chúng ta. Chúng ta đã có được ba em Halloween, Venusaur, Charizard cũng như là Blastoise luôn rồi nha các bạn ơi. Đây mình sẽ cho các bạn cùng coi lại nha. Đây chính là ba dạng Halloween của gen thứ nhất nha các bạn ơi. Siêu đẹp, siêu xịn sò luôn đó. Bây giờ mình sẽ qua cái gen thứ hai thôi. Gen thứ hai chúng ta sẽ có được Meganium. Wow. Ôi, Super thách đấu mình nè. À. Ôi, Meganium nhìn nó cũng rất là lửa nha các bạn ơi. Ủa em này Pokemon hệ cỏ mà, hệ lá mà. Sao bây giờ lại biến thành cái dạng Halloween thì nó thành hệ lửa rồi. Ôi, mình cũng không hiểu sao luôn đó bạn ơi. Đó, hệ lửa luôn rồi đó. Nhưng mà nhìn nó rất là tuyệt nha các bạn ơi. Tiếp theo là Typhlosion nha các bạn ơi. Wow, em chuột lửa này đã biến hóa thành chuột lửa ma rồi nè. Nhìn nó rất là ma mị nha các bạn ơi. Cái lửa nó cũng thành lửa màu xanh luôn rồi đó. Nhìn kinh khủng chưa? Và cái em cuối cùng của gen thứ hai đó chính là em cá sấu nè. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại em cá sấu nước này đó. Ui, đây là cá sấu zombie luôn rồi các bạn ơi. Wow, nói chung thì cái gen thứ hai này á, chúng ta không có thể tiến hóa Mega được. Ui, và đây là gen thứ ba nè, Sceptile. Để mình coi thử Sceptile tiến hóa Mega lên nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Nó có giữ form như là gen thứ nhất không nha. Ủa, tiến hóa Mega lên thì nó là cái form khác các bạn ơi. Chúng ta sẽ xài lệnh Wither Clear thử coi. Ồ, tự nhiên đang đang biến Pokemon Halloween mà nó mưa à. Kỳ cục ghê. Để mình sẽ tiến hóa Mega lại một lần nữa nha các bạn ơi. À, ra là cái em Sceptile này nó không có giữ được cái form Halloween khi mà tiến hóa Mega các bạn ơi. Chỉ có ba em gen thứ nhất thôi. Uổng quá ha. Và đó chính là Sceptile Halloween nha. Tiếp theo là em gà lửa nè. Đây, Blaziken. Ui, để mình sẽ cùng biến hóa nó coi các bạn ơi. Wow, gà lửa, lửa xanh dương các bạn ơi. À. Nhìn rất là đã luôn. Nãy thì em chuột lửa, lửa xanh lá cây. Wow. Ủa, khi tiến hóa Mega nó cũng không có giữ được cái form Halloween luôn các bạn ơi. À, ra là vậy. Và có một điều đặc biệt là chúng ta tiến hóa Halloween mấy em này xong rồi á thì mình không có biến thành cái dạng thường lại được đâu nha các bạn ơi. Nó sẽ giữ như thế này vĩnh viễn nha. Hơi cay một xíu nhưng mà thôi kệ bạn ơi. Và chúng ta đã có được ba em gen thứ hai nè, cũng như là hai em gen thứ ba rồi đó. Mình sẽ tới với lại những cái em Pokemon tiếp theo nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có được Swampert nè. Đó, Torterra. Em gì đây? Infernape và em Empoleon nè các bạn. Ồ, đây chính là gen thứ tư nè thì vậy. Và một em Pokemon của gen thứ năm nữa. Đó chính là em Superior nha. Ok, chúng ta sẽ đến với lại em Pokemon gen thứ ba cuối cùng, đó chính là Swampert. Mình sẽ biến nó thành cái dạng Halloween. Ồ, nó thành zombie Swampert rồi các bạn ơi. Và để coi em này Mega lên nó sẽ như thế nào nha. Hy vọng là nó sẽ giữ form. Ui nhưng không các bạn ơi, nó cũng như hai người bạn của nó thôi, nó không có thể giữ form được. Vẫn vẫn là em Mega Swampert thường thôi nè. Wow. Rồi bây giờ tới gen thứ tư, Torterra. Wow, nhuốm màu đỏ luôn các bạn ơi. Đây là màu trăng máu nè. Nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn à. Ui em Torterra của mình nó cũng khá là to nữa. Nhìn siêu xịn sò luôn nha. Rồi tới với khỉ lửa nè.
Kỹ lưỡi thì các bạn vừa thấy rồi, đó nó sẽ thành lửa xanh dương nha các bạn ơi. Ui con mắt nó kìa. Con mắt như là dùng ế thổ chuyển sinh của Naruto vậy các bạn ơi. Nhìn khá là đẹp ha. Và tiếp theo là Empoleon. Ủa, Empoleon tự nhiên hai con mắt này nó sáng lên các bạn ơi. Ui, con này thì màu tối quá. Mình không có thấy gì cả. Đen thui, thui lùi luôn nè. Và đó chính là ba em gen thứ tư rồi đó. Mấy em này thì mình không có tiến hóa Mega được các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là một em gen thứ năm, đó chính là Superior. Wow, cái con này thì nó cũng nhuốm màu đen luôn. Wow, một cái con rắn rất là đen thui luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà cái hoa văn màu vàng á nó vẫn giữ nguyên nha. Wow, cũng khá là hay đó. Nói chung là cũng được đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy luôn em Pot nè. Đây là Pokemon của gen thứ 5 nè các bạn ơi. Em Samurott nè. Cũng là Pokemon của gen thứ 5 luôn. Và ba em gen thứ 6 đó chính là Chesnaught nè các bạn ơi. Chesnaught, Delphox và em Greninja nha. Đó chính là ba em của gen thứ 6 thôi. Gen thứ 7 thì với gen thứ 8 á, chúng ta chưa có cái dạng tiến hóa Halloween các bạn ơi. Em Pot, wow, thành con heo địa ngục rồi các bạn ơi. Địa ngục lửa xanh luôn nè. Ồ, y chang lửa với lại em chuột lửa luôn đó. Ngon lành. Đây, tiếp theo là Samurott. Ui, Samurott thì nó thay đổi thành màu đỏ các bạn ơi. Nói chung thì nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Samurott địa ngục nè. Nhìn xịn xò thiệt sự. Tiếp theo là Chesnaught. Ui, cái em Chesnaught này nhìn cái màu nó sặc sỡ vãi chưởng các bạn ơi. Nó thành Chesnaught Caro luôn. Và cái tấm khiên của nó đã biến thành màu xanh luôn rồi kìa. Rồi, Delphox thì sao? Wow, xịn sò nha. Wow, hai cái cây que diêm nó cũng thành màu xanh luôn rồi kìa. Và cuối cùng là Greninja nha các bạn ơi. Chúng ta chỉ có thể biến hóa được cái dạng Greninja thường này thôi nha. Chúng ta chỉ có Greninja Halloween hoặc là Art Greninja thôi nha, chứ không có thể có được từ game Art Greninja mà Halloween được nha các bạn ơi. Không thì nó sẽ mất cái dạng Art Greninja đó. Và đây chúng ta đã có được hai form Art Greninja và Greninja Halloween luôn rồi đó. Xịn soi con bò chưa? Và thế là đã xong được 6 gen Halloween Pokemon rồi đó nha. Đây mình sẽ cho các bạn coi lần lượt Empot và Samurott nha các bạn ơi. Đây chính là ba em Pokemon của gen thứ 6 nè. Ba em Halloween của gen thứ 6 nè. Và hai em Pokemon Halloween của gen thứ 5 nha. Bây giờ thì mình sẽ tới với lại em Arcanine nữa các bạn ơi. Chúng ta có được em Ditto nữa. Ditto cũng có thể biến hóa thành dạng Halloween được. Và em Sableye nha. Ồ, mình sẽ thử cho các bạn coi Arcanine nè. Ồ, nhìn đẹp chưa? Và lên Halloween. Wow, cái hoa văn nó lại càng đẹp hơn nữa các bạn ơi. Đây là chó lửa địa ngục luôn rồi nè. Ồ, chó lửa địa ngục luôn. Wow, hoa văn nhìn nó đẹp vãi chưởng các bạn à. Tiếp theo là Ditto. Ui, Ditto nó là biến thành một con ma nè. Ôi, con ma cute vãi chưởng à. Con ma tí hon siêu cute luôn nè. Và cuối cùng là Sableye. À, rồi thế sang màu đỏ hả? Và để mình... Ôi, nó có một cái chiêu gì đó rất là đặc biệt các bạn ơi. À, chiêu đó dùng để đọc cái thông tin của Pokemon các bạn à. Và nó từ cái chiêu gì vậy ta? Để mình cùng đi đọc thông tin của mấy em Pokemon thử coi. Đọc Pokemon của mình được không ta? Ồ, hình như là không đọc được các bạn ơi. Mình sẽ đọc các Pokemon hoang dã thử nha. Kiếm một em Pokemon hoang dã coi. Đây, xài chiêu đó vô đây nè. Ui, chúng ta đọc được rất là nhiều thuộc tính của Pokemon luôn. Mình thấy được điểm IV nè. Biết được nó giới tính gì luôn. Nature là cái môi trường gì luôn các bạn ơi. Ôi sao xịn sò quá vậy? À, đó là cái chiêu sử dụng bên ngoài của cái Foxshine đó các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là xịn sò, nhưng mà nó hồi hơi lâu thôi. Bây giờ thì mình sẽ Mega lên coi thử. Sableye này á, nó có giữ được cái hình dạng Halloween Mega không nha? Ồ, nó vẫn giữ được các bạn ơi. Nó thay đổi cái viên ngọc khác cơ. Ồ, rất là xịn sò nha. Còn cái chiêu Foxshine này thì chúng ta phải hồi chiêu khá là lâu mới đọc lại được đó các bạn à.
Nói chung này cũng khá là hay đó nha. Để mình thử đọc một em Pokemon khác thử coi bạn ơi. Đọc em này nha. Wow, chúng ta đọc được ability của nó nè. Nature, IV và gender hả? Wow, giới tính IV, ability cũng như là nature thì cũng khá là hàng ngon đó các bạn ơi. Mình có thể giữ được thông tin của hai em Pokemon một lúc luôn các bạn ơi, chứ không phải là đọc em này thì em kia mất thông tin đâu nha. Wow, nói chung thì cũng rất là hay các bạn ơi. Xin so liền. Và đó là các cái form của Pokemon Halloween đó. Ôi, bên đây có một em Genesect nè, để mình sẽ cùng kiểm tra coi. Chờ nãy giờ nó mới chịu xuất hiện đó các bạn ơi. Biết bao nhiêu ngày của tôi. Đây. Ôi, và đúng nó luôn rồi các bạn ơi. Genesect mang cái tấm đĩa hệ lửa nè. Wow, Genesect nó xuất hiện nhưng mà thường thì cái đĩa hệ lửa này á, đối với mình nó rất là hiếm các bạn à. Mình sẽ xài cái quả Whip Ball này thử coi. Hy vọng là được. Wow, biết bao ngày mong chờ rồi đó các bạn ơi. Rồi, không ổn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành cấu máu nó coi. Phone sweep này nè. Cấu được có một xíu máu thôi. Tiếp tục, vẫn xài cái chiêu này thôi các bạn ơi. Ủa sao nó đánh cái con Scissor của mình đau quá vậy? Đánh Scissor của mình đau vãi chưởng luôn đó. Quả nó xài chiêu Try Attack rồi các bạn ơi. Ui, không được rồi. Phone sweep mày tiếp. Ôi, chết queo luôn Scissor rồi. Thôi xong. Chắc mình sẽ xài cái quả gì đây ta? Rebit Ball nha các bạn ơi. Đó là cái quả cầu dùng để bắt lại cái em Pokemon mà mình đã có đó. Ôi, không thành công luôn kìa. Mình sẽ xài luôn hai quả Rebit Ball khác nha. Ồ, Master Ball mình cũng còn 17 quả mà. Nếu mà thấy lâu quá thì mình dùng Master Ball luôn cho lẹ. Ui, nó đánh Volcanion ngẫm cửa tỏi luôn rồi. Cho bên kia ra làm tăng cơ các bạn ơi. Wow, hiếm khi để gặp được cái em Genesect mà nó mang cái tấm đĩa hệ lửa này đó nha. Nãy giờ mình gặp nhưng mà nó toàn mang những tấm đĩa gì đâu không à. Ôi, bắt không được rồi. Chắc xài qua Charmer Ball vậy. Liệu Charmer Ball có thành công không? Ôi, nói gì? Chưa được một giây nữa mà nó đã phá vỡ cái quả cầu của tôi rồi. Thêm một quả Charmer Ball nữa coi. Vẫn không được các bạn à. Hơi khó khăn cho mình rồi đó. Bắt nãy giờ hơi lâu rồi nha. Và nó đang tự tử kìa. Chắc mình xài luôn cái quả Master Ball đi. Đây là chính là cái quả cầu tối tân nhất nha các bạn ơi. Bắt cho nó dính luôn. Nãy giờ chạy cói quá mà không có đi tới đâu cả. Đó, và cuối cùng cũng đã có được Genesect rồi nè. Ui, và mình hoàn thành cái thành tựu Rippy Crawly luôn rồi nè. Sẵn tiện có một cái em Medicham Boss nè các bạn. Mình sẽ đi qua mình thách đấu nó luôn nha. Medicham, đây rồi nè. Lâu rồi mới gặp lại Boss Mega đó. Cho Palkia ra trận các bạn ơi. Xài thử chiêu Aurofi này nha. Ủa, nó gây có một xíu máu vậy. Ôi, không được rồi, chắc mình sẽ xài luôn cái chiêu độc quyền đi. Chiêu này thì mạnh hơn hẳn các bạn ơi. Chết, nó cho mình một viên đá Z nè. Để mình sẽ cất vào trong ba lô của mình đi ha. Chúng ta vứt bớt đồ đi. Đồ đạc nhiều vãi chưởng luôn đó. Bánh gà của chúng ta. Ui, còn một xíu nữa là lên cấp 98 rồi. Còn có một xíu xíu à. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xuống đeo đĩa cho các em Genesect này nha các bạn ơi. Nói chung kiếm được cái tấm đĩa hệ lửa này á, nó cũng rất là hiếm luôn rồi đó. Mình có ba tấm đĩa kia rất là lâu rồi, nhưng mà đĩa hệ lửa thì đâu có hơn các bạn ơi. Và đây chính là Genesect của chúng ta đó. Em này thì kích thước enormous luôn đó nha các bạn ơi. Mình sẽ lấy luôn mấy tấm đĩa còn lại ra nha. Chúng ta có được 4 tấm. Tấm đĩa hệ băng nè, hệ lửa, hệ nước cũng như là hệ điện nha các bạn ơi. Mình sẽ tắt cái thông báo Wormhole này đi ha. Nãy giờ quên tắt. Tắt Wormhole đi nè. Wow, Genesect bình thường nó sẽ đeo tấm đĩa mặc định là tấm đĩa màu vàng hả? Mặc định là hệ thường thôi các bạn ơi. Wow, đeo tấm đĩa hệ băng vào thì nó sẽ làm thay đổi cái chiêu Technoblast này nha các bạn ơi. Đeo thử tấm đĩa hệ lửa vào coi. Wow, hệ lửa thì màu nó chuyển sang màu đỏ ha. Hệ nước thì màu nó xanh đậm hơn một xíu. Và hệ điện. Hệ điện thì màu vàng nhạt hơn là cái mặc định các bạn ơi. Wow,
Cuối cùng chúng ta cũng đã có được 4 tấm đĩa của Genesis rồi đó. Mình sẽ cất nó vào trong đây luôn nha. Sau bao nhiêu khổ cực thì nó đã về tay mình rồi. Và ở đây chúng ta cũng sẵn tiện coi lại cái em Genesis này luôn. Nhìn xịn sò chứ kìa. Hiện tại mình đã có được 850 em Pokemon. Hoàn thành xong được 95% Pokédex rồi nha các bạn ơi. Còn 40 em thì chưa cập nhật đâu. Nên mình vẫn chưa hoàn thành 100% Pokédex được. Trải qua 1208 ngày chơi trong Minecraft, mình đã hoàn thành xong series Bitsimon Reforged 8.0.2 rồi nha. Ui, cái gì vậy? Tôi là tính chào mà hai con này thách đấu mình luôn rồi nè. Ui, Honlucha nè. Và Togekiss hả? Togekiss với tôi thách đấu một lần hai con luôn các bạn ơi. Dảnh củ tỏi luôn rồi. Rồi, tính chào một xíu mà nó không cho mình vào nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi series Bitsimon Reforged của mình trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn thích series này, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ đón chờ mình trong những cái series kế tiếp nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những series mới nhất. Bye bye.